Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ cần quy định taxi là vận tải công cộng để có các chính sách đi kèm phù hợp, bởi như hiện nay, chính sách về taxi giống như xe cá nhân gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy nhanh việc cho phép doanh nghiệp taxi kê khai công bố giá cước mới qua phần mềm điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực vận tải. Song song với đó, doanh nghiệp nào muốn thực hiện điều chỉnh cước theo cách hiện nay thì vẫn thực hiện. Taxi hiện có đến 13 điều kiện ràng buộc rất chặt chẽ. Mỗi lần điều chỉnh giá cước phải liên quan đến rất nhiều thủ tục kiểm định, phải niêm yết giá tiền trên từng xe. Trong khi đó, các loại hình tương tự taxi là Uber và Grab điều chỉnh giá lúc nào cũng được và các thiết bị tính cước không bị kiểm tra kiểm soát.